Ít ai biết rằng, trong chiến tranh Việt Nam, ngoài xe tăng T-54 của Liên Xô hay M-48 của Hoa Kỳ, thì còn có sự xuất hiện của loại xe tăng chủ lực Centurion do Anh Quốc chế tạo. Nói về xe tăng trong chiến tranh Việt Nam, có lẽ rất nhiều người sẽ nhớ tới ngay chiếc xe tăng T-54 của Quân đội Nhân dân Việt Nam hay M-48 Patton của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người biết rằng quân đồng minh của Mỹ là Australia khi tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam cũng đã triển khai một loại xe tăng chủ lực khác mang tên Centurion. Dòng xe này do Anh Quốc phát triển từ năm 1943, chính thức ra mắt nguyên mẫu đầu tiên vào năm 1945 và chính thức trang bị từ năm 1946. Centurion được đánh giá là một trong những thiết kế xe tăng thành công nhất sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Khoảng 4.423 chiếc cơ 13 biến thể chính đã được chế tạo từ năm 1945 đến tận năm 1962. Loại xe tăng này được xuất khẩu tới nhiều quốc gia và tham chiến trong khoảng 12 cuộc chiến tranh. Xe tăng Centurion chính thức được triển khai tới miền Nam Việt Nam vào ngày 24 tháng 2 năm 1968 trong đội hình Liên đội C, Trung đoàn Thiết giáp số 1 thuộc Quân đoàn Thiết giáp Hoàng gia Úc, đặt bộ chỉ huy tại điểm cao núi đất. Loại xe tăng này có trọng lượng là 51 tấn, dài 9,8m, rộng 3,38m, cao khoảng 3m. Giáp trước của xe tăng Centurion dày 76 ly, bên hông dày 51 ly, trong khi giáp trước tháp pháo dày đến 127 ly, hông tháp pháo dày 76 ly. Nhìn chung với lớp giáp này thì Centurion không phải là đối thủ của súng chống tăng B-40 hay B-41 của bộ đội quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Xe tăng được trang bị pháo rãnh xoắn 105 ly L-7, trang bị các loại đạn xuyên giáp AP, đạn xuyên giáp vật liệu phức hợp cứng APCR và đạn nổ mạnh HE. Centurion được trang bị động cơ Rolls-Royce Meteor với hộp số 5 cấp. Động cơ có công suất là 650 mã lực, cho xe đạt tốc độ là 35 km/h với tầm hoạt động là 450 km. Mọi chiếc xe tăng Centurion khi tác chiến ở Việt Nam có thể mang theo 62 viên đạn, 4.000 viên đạn súng máy cỡ 12,7 ly và 9.000 viên đạn 7,62 ly. Tuy nhiên, xe tăng Centurion cũng chịu những thiệt hại trước hỏa lực của bộ đội Việt Nam. Khoảng 58 chiếc Centurion được triển khai thì có 42 chiếc bị thiệt hại, 2 kiếp xe bị thiệt mạng. Trong đó có 6 chiếc bị hư hỏng nặng, không thể phục hồi. Centurion lần đầu tham chiến cùng quân Anh trong chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950 bên phe Liên Hiệp Quốc. Sau này còn tham chiến trong cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan vào năm 1965, nơi mà đối thủ của Centurion là M-47 và M-48 Patton của Hoa Kỳ viện trợ. Trong chiến tranh Việt Nam, Centurion phục vụ cho đoàn tăng của Hoàng gia Úc. Israel sử dụng Centurion trong chiến tranh 6 ngày và năm 1967, chiến tranh Yom Kippur năm 1973 và trong cuộc xung đột với Liban vào năm 1978 và năm 1982. Centurion được sửa đổi để biến thành xe chuyên chở nhân viên phục vụ ở Gaza, bờ Tây và biên giới với Liban. Lực lượng phòng vệ hoàng gia Jordan để chống đỡ trước sự xâm lược của quân Syria trong sự kiện Tháng Chín Đen vào năm 1970 và cao nguyên Golan vào năm 1973. Nam Phi cũng sử dụng Centurion ở Angola trong cuộc chiến tranh biên giới Nam Phi. Centurion trở thành một trong những dòng xe tăng phổ biến nhất thế giới, được trang bị trong quân đội của rất nhiều nước. Một số chiếc thậm chí vẫn còn phục vụ đến những năm 90. Trong cuộc xung đột Israel và Liban vào năm 2006, lực lượng phòng thủ Israel đã đưa Centurion vào sử dụng như xe bọc thép chuyển quân và xe kỹ thuật chiến đấu. 200 chiếc Centurion vẫn còn phục vụ trong lực lượng phòng vệ quốc gia Nam Phi và được hiện đại hóa vào những năm 80 và 2000. Nguyên mẫu này còn được gọi là Oliphant. Trong khoảng từ năm 1946 đến năm 1962, đã có 4.423 chiếc Centurion được sản xuất, gồm 13 bản gốc và các biến thể. Sau này, Centurion được quân đội Anh thay thế bằng xe tăng Jeff Tank